Uh, xin chào tất cả các bạn trong uh, fanpage babedia mẹ con mình uh, mời các bạn tham gia live stream cùng với bác sĩ uh, live stream ngày hôm nay chúng ta bắt đầu với chủ đề đó là chăm sóc sức khỏe bé lúc giao mùa uh, mời các bạn tham gia live stream cùng với bác sĩ uh, tại fanpage babedia mẹ con mình uh, bác sĩ xin được cảm ơn ứng dụng babedia ứng dụng sức khỏe dành cho mẹ và bé đã tài trợ bác sĩ thực hiện live stream này À, xin cảm ơn các ông bố bà mẹ đã tham gia live stream cùng với bác sĩ à, mời các bạn chúng ta tham gia live stream đặt câu hỏi để được trả lời trực tiếp à, vẫn như thường lệ thì chương trình live stream của chúng ta sẽ có hai phần phần đầu tiên đó là chia sẻ ngắn gọn của bác sĩ về một chủ đề và phần tiếp theo là trả lời câu hỏi cho các ông bố bà mẹ. Thì các bạn theo dõi live stream đi chúng ta đặt câu hỏi à, cùng chia sẻ cùng cùng là uhm... <laughs> chia sẻ với bác sĩ với cái chủ đề đầu tiên này sau đó là à, đến phần trả lời câu hỏi chúng ta quay lại nào chăm sóc sức khỏe bé lúc giao mùa các bạn thấy khoảng một tháng gần đây là liên tục gặp cái tình huống các con của chúng ta có tình trạng đó là viêm đường hô hấp viêm đường hô hấp trên viêm đường hô hấp dưới như phế quản tiểu phế quản hay là cả viêm phổi à, thông thường hay gặp nhất đó là cảm ho sổ mũi thông thường cả người lớn cũng bị, cả trẻ em cũng bị, năm nào cũng thế, lúc giao mùa, cái lúc thời tiết nắng mưa thất thường uh, thay đổi, tăng cái độ khô của không khí lên là bắt đầu có cái hiện tượng này, kiểu là uh, thời tiết nó không ổn định, lúc thì nắng, lúc thì mưa, cái nhiệt độ, độ ẩm không khí nó không ổn, uh, nó có những cái lý do mà làm cho cái thời tiết, cái đặc điểm mùa này con của chúng ta dễ ốm hơn. Uh, thứ nhất về cái mặt thời tiết ý, có cái nhóm virus Đặc biệt là virus nhóm virus cúm nó phát triển tốt vào cái đặc điểm không khí lạnh và khô. Ví dụ như mùa này thì chúng ta vẫn sử dụng điều hòa, vẫn ở trong phòng và không khí nó bắt đầu nó có cái xu hướng là nó khô hơn so với cái mùa hè. Nó là một cái điều kiện thuận lợi để cho các cái mầm bệnh nó phát triển tốt hơn. Thời điểm này và bắt đầu đến cái thời điểm mà đầu mùa đông ấy cũng còn thích hợp hơn nữa cho cái nhóm virus cúm phát triển. Thế là các cái mầm bệnh nó tăng lên. Đấy là một nhóm À, có một nhóm virus thứ hai khác nữa thì cái kiểu mà cứ nóng ẩm mưa mưa thất thường cái loại mà tồn tại bên ngoài môi trường ấy nó cũng tăng lên nó cũng phát triển nó làm tăng cái khả năng tiếp xúc của con của chúng ta với các cái mầm đấy à, thói quen thứ hai liên từ liên quan đến cái thói quen sinh hoạt đó là à, cái thời tiết thay đổi nó có cái kiểu này là ở ngoài trời thì nắng nhưng ở trong nhà thì có cái cảm giác lạnh lạnh cái kiểu thời tiết đầu thu là xe xe lạnh nó làm cho uh, chúng ta hay gặp một cái tình huống là giảm cái nhu cầu uống nước hay mà quên việc uống nước làm khô cái niêm mạc đường mũi họng nhiều đi và các bạn biết đó là cái đám chất nhầy ở niêm mạc mũi niêm mạc họng ấy nó đóng vai trò là cái hàng rào miễn dịch đầu tiên khi các cái tế bào miễn dịch từ máu nó di chuyển các cái mau mạch sát ở cái vùng niêm mạc mũi và nó di chuyển những cái bạch cầu và những cái đám chất nhầy đấy thì nó chờ ở đấy nó tiêu diệt các cái virus vi khuẩn gây bệnh đầu tiên khi mà xâm nhập vào mũi và đường thở của chúng ta. Mà khi nó bị khô đi thì nó sẽ giảm, nó giảm dẫn máu tới đấy, nó giảm tưới máu tới cái vùng đấy, nó làm các cái đám chất nhầy nó khô vào hơn, thì cái cái, cái khả năng miễn dịch tại chỗ đấy nó giảm đi. đấy là những cái lý do hai cái lý do cơ bản gọi là cái yếu tố khách quan ở bên ngoài thời tiết mang lại làm cho chúng ta là dễ bị ốm, dễ bị các cái virus viêm đường hô hấp tấn công hơn của chúng ta như vậy Rồi thêm nữa là đối với các em bé Các bạn thấy cái tỷ lệ nó ốm cũng tăng lên Do bắt đầu quay trở lại trường học Quay trở lại trường học Khi có con chơi chung với nhau Trường học, trường mầm non, trường tiểu học hay Trường nào cũng thế đều là một cái gọi là một cái ổ bệnh khổng lồ Càng nhỏ thì cái sức miễn dịch càng kém Thì nó càng dễ bị ốm hơn và khi tiếp xúc với nhiều bạn nó sẽ có cái khả năng tiếp xúc với nhiều cái mầm bệnh hơn nên con của chúng ta dễ bị ốm hơn thời tiết thì thay đổi vì giúp vi khuẩn thì phát triển con của chúng ta để quay trở lại trường học nên nó dễ bị ốm hơn à, những cái lý do đấy là những cái, 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 cái lý do điển hình thế làm thế nào để phòng và để giảm cái tình trạng này cho con nó là cả một quá trình dài nên chúng ta sẽ chú ý trong uh, mình một số cái biện pháp sau thứ nhất là các bạn nhớ tiêm phòng đầy đủ cho con hai cái vaccine mà rất quan trọng cho cái đường hô hấp của con đó là phế cầu và thứ hai là cúm à, nhiều bạn lo lắng vì đấy em có tiêm có tiêm cả phế cầu có tiêm cả cúm rồi nhưng con em vẫn bị thế có thực sự là cái cúm này có cần thiết hay không hay cái phế cầu này nó có cần thiết hay không à, phế cầu thì là một trong những cái nhóm vi khuẩn nguy hiểm gây ra cái viêm đường hô hấp dưới của em bé nhiều ví dụ viêm phổi viêm tay giữa nhiều ừ, virus cúm thì các bạn biết rồi với cúm a thì là cái tuyếp nặng gây ra cái nguy cơ tử vong cao trên người già, trên phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Còn virus cúm B, cúm C thì cái biểu hiện của nó nhẹ nhàng hơn, giống như các cái cảm cúm thông thường khác. Thế khi chúng ta tiêm phòng cúm, với đặc điểm của con cúm là nó biến đổi liên tục theo mùa, theo năm. Nên chúng ta cũng phải có cái gọi là tiêm phòng đi theo nó là cứ mỗi năm chúng ta lại phải tiêm phòng nhắc lại một lần. À, khi tiêm phòng cúm thì các bạn đã phòng được khoảng 60-70% khả năng mắc bệnh viêm đường hấp cho con rồi. À, sau khi các bạn tiêm phế cầu là các bạn cũng giảm cái nguy cơ uh, mà viêm đường hô hấp do cái phế cầu. Còn lại còn lại con của chúng ta sẽ vẫn còn những cái viêm đường hô hấp do các cái loại virus vi khuẩn khác nữa bởi vì có quá nhiều, có nhiều loại virus gây ra bệnh cho con. Thì nó sẽ vẫn còn Nhưng này không tiêm thì cái tỷ lệ mắc của nó cao hơn Nhưng khi tiêm rồi Thì uh, chúng ta sẽ giảm đi được một cái tỷ lệ rất lớn Giảm những nguy cơ nguy hiểm tử vong hay và Đặc biệt là khi tiêm phế cầu Các bạn còn hạn chế được cái nguy cơ phải sử dụng kháng sinh của con Vì đa phần những cái viêm đường hô hấp của em bé Là do các cái nhóm virus thông thường Chứ ít trường hợp do vi khuẩn Nó chỉ có khoảng 10-20% đến thôi Hãy kiên nhẫn với con uh, Để con không phải sử dụng kháng sinh Khi mà các bạn là tiêm phòng Đặc biệt là tiêm phòng phế cầu ấy cúng rồi các bạn yên tâm hơn rất nhiều trong cái quá trình áp dụng cái phương pháp chờ đợi hạn chế việc lạm dụng kháng sinh để điều trị cho con. đấy là cái thứ nhất tiêm phòng đến lịch tiêm đến đủ tuổi tiêm hãy nhanh chóng vào khẩn xương đi tiêm đầy đủ cho con. À, đầu mùa này các bạn đủ tuổi này các bạn đi tiêm cúm nhé. trẻ tiêm lần đầu thì tiêm hai mũi cúm cách nhau một tháng còn đã tiêm rồi thì cứ mỗi năm đến đầu mùa này lại nhắc lại cho con một lần vấn đề thứ hai là giữ vệ sinh một trong những yếu tố thuận lợi làm tăng thêm khả năng mắc uh, các bệnh lý viêm đường hô hấp đó là khói thuốc lá khói thuốc lá không cần phải theo kiểu là bố hay ông nó hút trực tiếp ở phòng đâu có thể cách phòng hay ở cái nơi làm việc có nhiều cái mùi khói thuốc lá mà khi về các bạn không thay quần áo để em bé ngửi phải cái mùi khói thuốc này nó cũng ảnh hưởng đến cái đường hô hấp của con làm tăng thêm các cái khả năng viêm đường hô hấp của con À, mùa này mùa hay không này còn có cái tình trạng đó là dị ứng liên quan đến bụi nhà đến lông thú đến phấn hoa đến sự thay đổi thời tiết Đấy, nên là tránh khói thuốc vệ sinh điều hòa vệ sinh phòng nhà cửa sạch sẽ để giảm cái mật độ vi khuẩn gây bệnh giảm các cái dị nguyên tăng khả năng gây dị ứng gây ra những cái viêm mũi dị ứng của con à, thông phòng trong yếu tối vệ sinh các bạn cần thông phòng nhà sử dụng điều hòa phải thông phòng mùa này khi các con của các bạn bị ốm các bạn hoàn toàn có thể sử dụng điều hòa được có rất nhiều mẹ đang nhầm chỗ này đó là bắt đầu con cảm ho sổ mũi là sợ là càng bật điều hòa nó càng ho có trong một số trường hợp ví dụ là nóng nóng thì nó đỡ ho hơn một chút thật nhưng bật điều hòa lên thì nó hơi ho nó ho hơn nhưng cái ho này không có quá nghiêm trọng mà cái vấn đề chúng ta quan tâm đó là không có điều hòa nó sẽ rất nóng nó rất bí bách nó rất khó chịu em bé của chúng ta là cái cơ thể nó đang hoạt động nó đang phát triển liên tục nó thải nhiệt ra bên ngoài môi trường rất nhiều nếu mà nó bị nóng bức quá nó gây khó khăn trong cái vấn đề ngủ mà cái giấc ngủ rất quan trọng lúc ngủ là lúc mà à, các cái tế bào trong cơ thể nó thải độc là cái thời gian để cơ thể nó phục hồi phải ngủ đủ thì cái hệ miễn dịch nó mới phát triển và mới giúp con của chúng ta chống lại các bệnh tật được nên trong lúc con ốm các bạn sử dụng điều hòa các bạn sử dụng quạt bình thường để làm mát không khí trong nhà như thường xuyên vẫn làm để duy trì được cái môi trường mát mẻ thoáng đãng cho con nó ngủ tốt à, thì nó sẽ không khó chịu nữa rất rất nhiều tình huống rồi đã ngạt mũi đã ho đã khó chịu xong rồi lại không dám bật quạt không dám bật điều hòa thế là nóng bức uh, chảy mồ hôi ra nên em bé nó cứ quấy khóc liên tục các bạn biết không chúng ta đi viện đấy có chỗ nào vào phòng nào mà không có điều hòa các bạn thấy nó có khó chịu không ở bệnh viện vẫn sử dụng điều hòa thường xuyên mà liên tục mà à, nên là không có lý do gì các bạn không sử dụng điều hòa sử dụng đúng cách điều hòa nó làm vệ sinh định kỳ 3 tháng một lần cái lưới lọc của điều hòa. Thứ hai là phải có thời gian thông phòng bởi vì ở một cái môi trường kín như thế này với không khí có nhiệt độ và độ ẩm nhất định nó tạo điều kiện thuận lợi cho các cái virus nó phát triển nó tăng mật độ virus gây gây bệnh trong cái phòng lên. Nên các bạn phải có cái thời gian thông phòng hàng ngày để chúng ta trao đổi không khí với bên ngoài. Nếu theo dõi livestream của bác sĩ thường Xuyên các bạn thấy mình nhắc đến cái vấn đề này rất nhiều. Thế là cái cách dùng điều hòa làm sao để có thể tốt cho con mà không tăng các cái khả năng ốm của con. Đấy là ừ, sử dụng cái nhiệt độ điều hòa nó ổn định và thứ hai là phải có thông phòng cứ cái thời điểm thông phòng lý tưởng thông thường là khi các bạn bật điều hòa thì hẹn cái chế độ ngắt đến thời tiết mùa này thì tầm khoảng hai ba giờ đêm mà nhiệt độ nó xuống là cái nhiệt độ phòng nó ổn định nó có thể tự ngắt xong đến khoảng à, sáng em bé dậy sáng sớm dậy là các bạn thông phòng thông phòng cho đến tầm khoảng 10 giờ có nắng lên và cái nhiệt độ nó nóng trở lại thì các bạn lại bật điều hòa lại Đấy, trong 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 nhà như vậy chỉ cần thông phòng một lần khoảng 2 tiếng trở lên thôi à, trong lúc thông phòng có thể sử dụng quạt để đẩy không khí ứ động trong phòng ra ngoài nhanh hơn thì giảm khả năng tiếp xúc với mầm bệnh của con à, tiếp theo đó là vệ sinh cá nhân với cả người lớn nhá mùa này người lớn tôi các bạn cũng thấy là bị viêm họng à, đau họng ho khan các thứ rất nhiều thế để phòng thì người lớn chúng ta cũng chú ý cái yếu tố vệ sinh đó là rửa tay thì là câu chuyện rửa tay rất đơn giản nhưng phải nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần À, một khi đã mắc cái bệnh về đường hô hấp hay ốm vặt các bạn sẽ thấy là nếu áp dụng cái phương pháp rửa tay này nó sẽ giảm được cái tỷ lệ rất nhiều và rất nhiều à, chúng ta cố gắng cả người lớn và trẻ em Và với người lớn thì các bạn áp dụng thêm các cái phương pháp như đó là dùng nước muối sinh lý để vệ sinh mũi dùng nước muối sinh lý chai lớn để xúc miệng vệ sinh họng đấy là hai cái phương án để chúng ta gọi là chúng ta rửa trôi nhanh chóng các cái virus các cái mầm bệnh uh, bám vào Uh, khi đi làm về là các bạn này thay thay quần áo rửa chân tay trước khi tiếp xúc với con và giữ cho cả mình thì không bị nhiễm các cái loại virus vi khuẩn gây bệnh và có cái thao tác là vệ sinh xúc rửa miệng mũi họng này uhm, với em bé ở nhà thì các bạn chỉ ra đây thôi còn nếu mà đã đi học hay là ra ngoài thì khi về nhà các bạn có thể không bắt con tắm ngay nhưng các bạn thay cái bộ quần áo rửa chân tay rửa mặt và nhỏ mũi cho em bé để cũng nhanh chóng rửa trôi những cái virus vi khuẩn mà con gặp phải ở lớp học ấy à, nó nó à, không không được lại cái mầm bệnh ở trên người con nữa thì nó sẽ giảm cái tỷ lệ mắc bệnh của con đấy là hai cái việc quan trọng mình nhắc lên trước với các bạn tiêm phòng và vệ sinh vấn đề tiếp theo là cái vấn đề lâu dài sự dụng quá trình lâu dài đó là dinh dưỡng và duy trì giấc ngủ chắc chắn thì cái này quan trọng rồi nhưng phải thực hiện lâu dài thì mới tác dụng của nó đó là các bạn một cho em bé uống đầy đủ vitamin d giúp mình vitamin d không phải chỉ giúp em bé phát triển cái chiều cao đâu mà nó còn như là cái enzyme trong cơ thể nó củng cố và phát triển hệ miễn dịch rất tốt Hãy cho em bé sử dụng đầy đủ vitamin D Giả sử con của các bạn đến 18 tháng tuổi rồi Mà bây giờ vào mùa đông các bạn hãy dùng tiếp cho con đến mùa hè năm sau à, Cho em bé uống đầy đủ nước Tất nhiên là đủ sữa nếu mà cái tuổi của con đang uống sữa, uống đủ lượng nước ở trong ngày. Thường xuyên nhắc nhở em bé uống thêm nước, ăn nhiều rau xanh, ăn nhiều trái cây, ăn đủ đạm vì cái protein đóng vai trò hình thành các cái tế bào miễn dịch. Đấy nó thiếu đạm là nó sẽ giảm cái sức miễn dịch của cơ thể đi. Nhiều quá thì gây táo bón, thiếu quá thì gây năng lượng và gây giảm sức miễn dịch nên phải ăn lượng đạm đầy đủ theo cái độ tuổi của con. À, tiếp theo đó là cái giấc ngủ, giấc ngủ đêm giấc ngủ dài về ban đêm không dậy bú vặt về ban đêm à, em bé của mẹ nào còn đang bú vặt rất nhiều lần ban đêm thì hãy nhanh chóng cai ti đêm cho con có thể em bé sẽ có ăn một số lần ở ban đêm thì chúng ta theo độ tuổi của con chúng ta có thể giãn cữ chúng ta giảm dần để đêm ví dụ có thể ăn một lần đến hai lần ăn ban đêm với cái lượng sữa ăn nhiều như ban ngày để không xảy ra cái tình huống ăn quá nhiều còn những em bé mà theo kiểu không phải là ăn một lượng quá nhiều chỉ là nhớ ti mẹ nghiện ti mẹ bú một lát này dừng thì các bạn phải tiến hành cai cho con Đấy, vấn đề vấn đề thứ ba là, là là dinh dưỡng và giấc ngủ vậy và vấn đề thứ tư này là thuốc và các cái sản phẩm chăm sóc hỗ trợ cho con mình nghĩ là cái phần này các bạn quan tâm thế thì cái biểu hiện thông thường nhất của con ở thời kỳ này đó là sổ mũi ngạt mũi hắt hơi chảy nước mắt húng hắng ho bắt đầu từ ho khan hay ho có đờm và một số em bé thì có thể hâm hẩm sốt đấy là mức độ nhẹ nhàng nhất những cái hay gặp phải còn tất nhiên những cái nặng hơn sốt cao hơn gì thì Uh, các bạn sẽ phải đưa em bé đến bác sĩ gặp bác sĩ trực tiếp để điều trị rồi. Có những cái biểu hiện như mình nói là cảm ho sổ mũi thông thường này các bạn xử lý và chăm sóc sớm ngay từ đầu cho con. Khi con bắt đầu có biểu hiện với cái tình trạng sổ xịt mũi là các bạn phải dùng nước muối sinh lý để uh, vệ sinh nhỏ xịt nước muối sinh lý để vệ sinh rửa sạch mũi của con. À, tùy cái độ tuổi và cái mức độ xem có nhiều đờm ở trong mũi của em bé hay không thì chúng ta quyết định việc có hút hay rửa hay không và những cái việc này không khuyến khích làm quá nhiều cho em bé nhỏ tuổi chúng ta sẽ dùng thuốc nhiều hơn tiếp theo là thuốc nhỏ ngoài nước muối sinh lý ra các bạn phải dùng thêm thuốc nhỏ bởi vì dùng không là không khỏi đâu thuốc nhỏ thì có nhiều những cái dòng sản phẩm đầu tay là các cái ví dụ nước muối mà kết hợp với các cái thuốc kháng viêm ví dụ cái chai uh, Stelima màu vàng cam ấy, màu cam là một cái dạng nước xịt mũi kháng viêm. Dòng thứ hai là Fitzon màu uh, xanh và màu vàng của Pháp cũng giúp trị viêm. Dòng thứ ba đó là Iliadin của Singapore không một phần trăm dành cho trẻ dưới một tuổi. Đấy là ba cái dòng điển hình mà để các bạn nhỏ vào mũi cho em bé ở bước đầu tiên. Chúng ta tạm gọi là các cái thuốc co mạch mũi làm giảm tiết dịch ở mũi đi. Còn hai cái thuốc sau mà các bạn chưa được dùng đến, chỉ dùng khi có sự chỉ định của bác sĩ đó là các cái loại thuốc kháng histamin khi uống vào nó sẽ giảm tiết dịch, giảm hắt hơi, giảm đỏ mắt. Cái này sẽ đặc trị cho những em bé có viêm mũi dị ứng, đó là nước mũi trong chảy mũi nhiều, hắt hơi, đỏ mắt chảy nước mắt nhiều. Còn những em bé mà uh, sổ xịt mũi nhưng không có cái tình trạng đỏ mắt hay hắt hơi nhiều sẽ không dùng đến và trước khi dùng cần sự tư vấn của bác sĩ. Một loại thuốc nhỏ mũi thứ ba nữa đó là cái thuốc corticoid và kháng sinh tại chỗ dành cho trường hợp viêm mũi nhiễm khuẩn với biểu hiện là chảy dịch vàng mũi vàng khác nhá và dịch nước trong trong màu vàng khác các bạn nhá à, thì cái đấy các bạn cũng không được tự ý mua mà các bạn phải tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi, khi dùng cho con như vậy như vậy những cái phẩm sản phẩm phổ biến và thông dụng các bạn có thể dùng ngay ban đầu để chăm sóc mũi cho con là nước muối sinh lý là iodine đối với trẻ dưới 1 tuổi và là Otivin hay Otinin sản phẩm dễ mua hơn đối với trẻ trên 1 tuổi Sử dụng liệu trình từ 3 đến 5 hôm nó à, Chưa đỡ thì lúc đấy các bạn cũng cần thiết để đi khám bác sĩ kiểm tra rồi và tính toán các bước tiếp theo cho các bạn Vấn đề tiếp theo là họng Thường mũi nó sẽ đi cùng với họng Có những trường hợp là nước mũi chảy xuống gây ra viêm họng ho Có trường hợp là mũi tịt không thở được, xong thở bằng miệng Nó khô họng, bắt đầu nó viêm họng nhẹ Thế thì cũng bước đầu tiên với những cái thuốc chăm sóc vùng họng đó là siro thảo dược và các cái chai xịt vệ sinh họng là hai cái mà các bạn mua cho con ở giai đoạn đầu đến giai đoạn tiếp theo cái tiếng ho của em bé bắt đầu chuyển tiếng ho có đàm thì các bạn mua thêm thuốc tiêu đàm tiêu đàm cho em bé dưới 2 tuổi từ bromhexan hay ambrosol còn cho em bé trên 2 tuổi mới dùng acetin rồi tuyệt đối không dùng thuốc giảm ho cho con không dùng thuốc giảm ho các bạn không dùng thuốc giảm ho cái vì nhá thứ nhất này cái thuốc giảm ho đơn giản nhất mà dùng ấy là kháng vitamin nhưng chỉ định của nó dành cho trẻ trên 2 tuổi. Dưới 2 tuổi theo sự chỉ định của bác sĩ. Ờ, thuốc kháng ho codein hay là à dexamethophan thì dùng cho trẻ từ 6 tuổi trở lên. Các cái kiểu mà à, ức chế hệ thần kinh ấy, cái dây thần kinh mà cái phản xạ ho nó không dùng cho trẻ nhỏ. Vậy cho nên là à, các bạn không thể tự mua được. Thứ mà các bạn có thể mua cho em bé sử dụng ở vùng họng các bạn nhớ chỉ có siro thảo dược, thuốc tiêu đờm và cái các cái chai xịt vệ sinh họng thì ngay khi bắt đầu con có những cái dấu hiệu viêm đường hô hấp các thức như thế này là lại xịt mũi nhỏ mũi và uống thuốc cho vùng họng của con theo dõi tiếp các cái biểu hiện của con. Bên cạnh đó thì một số mẹ có thể lựa chọn thêm một số sản phẩm theo kiểu này như là à, các cái thuốc tăng cường sức đề kháng với bản chất là các cái beta glucan hay là à, các cái kháng virus. Các bạn thấy ví dụ flu hay là Immunoglucan này hay là GS Immuno này hay là Anaferon có rất nhiều loại đấy các bạn mua loại nào cũng được. Có thể dùng thêm cho em bé À, rồi một số trường hợp các mẹ có thể sử dụng thêm như là máy vi sinh nếu mũi em bé mà nó chảy xuống họng nó nứt xuống nó gây rối loạn đường tiêu hóa có thể uống thêm kẽm cho con có thể uống thêm vitamin tổng hợp những cái đấy nó không quá cần thiết nó không phải thuốc điều trị chính nhưng mà trong một số trường hợp mẹ có thể lựa chọn thêm cho con mình đấy là về những cái căn bản nhất trong cái phòng và chăm sóc điều trị thời gian đầu cho em bé à, thông thường thì bắt đầu cái khởi phát được bệnh của em bé đa phần hầu như là do virus hết hầu như là do virus hết à nên trong khoảng hai ba ngày đầu các bạn cứ bình tĩnh chăm sóc và theo dõi các cái biểu hiện của con à khi bắt đầu có sốt thì chúng ta tiến hành hạ sốt à và theo dõi tiếp nếu sốt nhẹ nhàng thôi nhưng mà ba ngày chưa hết thì các bạn cần cho em bé đi thăm khám nếu sốt cao ngay nên mà em bé khó chịu thì chúng ta đưa cho em bé đi thăm khám các bạn hãy hết sức kiên nhẫn và trao đổi với bác sĩ không phải trường hợp viêm nào của con cũng cần sử dụng kháng sinh ngay hãy kiên nhẫn để con mình không phải dùng kháng sinh oan à, không phải dùng kháng sinh sẽ phòng được cái tình trạng viêm phổi hay viêm tiểu phế quản gì của con đâu nếu ở trong cái đợt bệnh đấy cái con virus mà con của các bạn mắc phải nó có ái khí mạnh ái lực mạnh hơn là khí tốt hơn như là nó xâm nhập vào cái môi trường ở cái vùng khí quản phế quản tốt hơn này thì nó sẽ có khả năng gây ra viêm phế quản hay là viêm phổi chứ không phải là vì mình không điều trị điều sớm cho con nên là uh, mũi nó ứ lại hay là đờm nó ứ lại rồi uh, nó làm cho con bị um, bị bị um, viêm phổi. Cái cơ chế ho là cái phản ứng tích cực của cơ thể để đẩy đờm để chất tiết ra ngoài. Khi uh, nằm mất cái phản xạ ho của con đi thì cái đờm nó ứ lại thì nó mới sẽ tăng nguy cơ gây ra cái viêm đường hô hấp giới Vậy cho nên nhớ là uh, không điều trị thuốc giảm ho cho con là một trong những nguyên tắc đầu tiên mà bố mẹ cần nhớ không được làm giảm cái hò con đi đâu